Xin chào, tôi là Thu Phương. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình TV Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời tiết ẩm ướt luôn là nguyên nhân chính khiến quần áo của chúng ta giặt khó khô, nhất là trong những ngày nồm hay là mưa phùn. Việc này sẽ khiến cho quần áo luôn ẩm và gây ra mùi ẩm mốc rất là khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để giải quyết vấn đề này thì các nhà sản xuất đã cho ra đời những dòng máy sấy quần áo đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và công năng. Đó chính là lý do tại sao ngày hôm nay Thu Phương muốn giới thiệu tới quý vị dòng máy sấy quần áo Hasuka HSK115, hay còn gọi với cái tên thân thiện là tủ sấy, tới từ công ty cổ phần Quý Phát, doanh nghiệp 2 năm liên tiếp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Sấy khô quần áo với nhiệt độ ổn định. Máy sấy khô quần áo thông minh giúp sấy khô nhanh, chống nhăn, an toàn, tiết kiệm thời gian, không gian khi sử dụng, rất phù hợp với chung cư, nhà trọ cho công nhân và sinh viên. Chức năng hẹn giờ thông minh 30 phút, 60 phút, 120 phút, 180 phút phù hợp với khối lượng và chất liệu vải, trọng lượng sấy lên tới 15 kg. Thưa quý vị, bên cạnh Thu Phương đây chính là chiếc máy sấy quần áo Hasuka HSK115, một chiếc máy sấy nhìn đơn giản như thế này thôi nhưng mà có võ đấy ạ. Ngay bây giờ đây thì Thu Phương sẽ hướng dẫn cho quý vị cách lắp đặt sản phẩm như thế nào nhé. Sau khi lắp hai ống inox loại vừa vào hai thanh nhựa, chúng ta lắp thêm 4 ống inox lớn vào hai thanh nhựa rồi lấy vỏ tủ, mở dây kéo và luồn 4 đầu của 4 ống inox lớn qua 4 lỗ ở dưới đáy của vỏ tủ. Quý vị sẽ được một phần khung giá đỡ như thế này đấy ạ. Tiếp theo quý vị lắp 4 ống inox loại nhỏ vào hai thanh nhựa ở tầng giữa. Sau đó lắp 3 ống inox loại vừa vào hai thanh nhựa rồi lắp vào 4 ống inox loại lớn. Và cuối cùng chúng ta sẽ kéo vỏ tủ phủ lên đỉnh của giá đỡ vừa lắp, đặt động cơ lên trên giá đỡ dưới chân. Đưa cửa thông gió của động cơ vào lỗ lớn dưới đáy tủ, rất là đơn giản đúng không quý vị? Thưa quý vị, và hiện tại trong chiếc máy sấy này thì Thu Phương cũng đã chuẩn bị sẵn một vài quần áo vừa mới giặt xong vẫn còn đang ẩm ướt. Như quý vị có thể nhìn thấy là chiếc tủ sấy được thiết kế với chiếc khóa rất là dễ dàng sử dụng. Và điều đặc biệt chính là nằm ở bộ điều khiển động cơ với hai chế độ sấy không hẹn giờ và hẹn giờ, giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn khi sử dụng. Đối với chế độ sấy không hẹn giờ thì chỉ cần xoay núm vặn ngược chiều kim đồng hồ từ vị trí off là tắt đến vị trí on là bật và ngược lại. Còn với chế độ sấy hẹn giờ thì chúng ta sẽ xoay núm vặn theo chiều kim đồng hồ từ vị trí tắt đến các vị trí từ 30 đến 180 phút tùy thuộc vào khối lượng quần áo và chất liệu cũng như là độ dày mỏng của quần áo. Máy sấy Hasuka HSK115 sử dụng phương pháp sấy khô tĩnh, giúp sấy nhẹ nhàng quần áo mà không làm vải bị co hay là nhàu. Với chiếc máy sấy này thì quý vị và các bạn có thể sấy rất là nhiều quần áo, khối lượng lên tới 15 kg. Công nghệ làm nóng PTC giúp làm khô quần áo nhanh và đảm bảo an toàn. Quần áo được bao kín trong túi khí, có thể giúp tránh được bụi bẩn, côn trùng gây dị ứng, quan trọng nhất là loại trừ vi khuẩn. Thật là tuyệt vời khi trong nhà chúng ta có thể sở hữu được chiếc máy sấy quần áo Hasuka HSK115. Hàng ngày thì chúng ta sẽ có những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho, khô thoáng cho tất cả các thành viên trong gia đình, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Và sau một thời gian thì công đoạn sấy của chiếc máy này cũng đã được hoàn thiện rồi. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ quần áo ở trong tủ của chúng ta đã khô hoàn toàn và không hề bị nhăn luôn ạ. Đặc biệt là còn rất là thơm luôn. Một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay truy cập vào website hasuka.com.vn hoặc liên hệ hotline 024-3540-1821 hoặc 024-3540-1822 để đặt hàng nhé. Chúng ta không những sử dụng được sản phẩm có thể sấy quần áo mà còn có một chiếc tủ rất là gọn gàng, tiện lợi, sang trọng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên theo dõi khung giờ quen thuộc của TV Shopping vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6 quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!